mừng quý vị và các bạn đến với bản tin y tế ngày 26 tháng 3 do báo Sức khỏe và đời sống có con ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Tự học chế tạo pháo nổ trên mạng, một học sinh tử vong và một bị thương nặng. Bà bầu viêm phổi nặng và thai nhi 34 tuần tuổi được cứu sống. Bé gái 12 tuổi nguy kịch vì vi trùng lao xuất hiện ở phổi, bụng, cơ xương khớp. Phát hiện suy thận từ triệu chứng thường gặp khi đi tiểu. Trực thăng được ngư dân bị giảm áp do lặn sâu từ trường xa về đất liền điều trị. Bộ Y tế đề xuất dự trữ một số thuốc hiếm, chấp nhận hủy bỏ khi hết hạn. Bộ Y tế nói gì về thông tin COVID-19 sẽ thành một bệnh như cúm mùa trong năm nay? Thưa quý vị, dù đã có rất nhiều cảnh báo về nguy hiểm của pháo tự chế, từ sau dịp Tết Nguyên đán, khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bệnh viện trợ rẫy vẫn tiếp nhận nhiều trường hợp tổn thương do pháo nổ. Mới đây, đêm ngày 23 tháng 3, bệnh viện tiếp nhận thêm một bệnh nhân nam, NDN, sinh năm 2009 ở Đắk Lắk bị đa chấn thương do pháo nổ gây ra. Bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng bị hỏa khí toàn thân, vết thương tổn nặng, nhất là ở hai vùng mắt, cùng với nhiều vết thương trên cổ, mặt, ngực, chân và tay. Sau khi tiến hành sơ cứu, bệnh nhân được hội trần trực tiếp từ chuyên khoa mắt, khoa ngoại chấn thương chỉnh hình và được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp ngay trong đêm. Theo thông tin bệnh nhân và người nhà cung cấp, sau khi xem các clip nội dung chế tạo pháo nổ trên mạng, em đã cùng hai bạn học của mình tự mua nguyên liệu vật liệu chế tạo pháo, sau đó tự pha chế pháo nổ tại nhà và bị phát nổ lúc 16 giờ chiều ngày 22 tháng 3 năm 2023. Tai nạn là một người bạn của NDN tử vong tại chỗ và N thì được chuyển vào bệnh viện vùng Tây Nguyên sơ cứu và chuyển nhập cấp cứu tại bệnh viện trợ giấy, sau đó phẫu thuật khẩn cấp. Bệnh nhân N tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bệnh viện trợ giấy. Kết quả, vết thương mắt trái của bệnh nhân được đánh giá ban đầu là tổn thương hoàn toàn giác mạc, thủy tinh thể đã được xử trí khâu để bảo tồn. Cầm mắt bên phải bị rách mi mắt, có phù nề vần giác mạc cũng đã được chỉ định khâu tại mí mắt, bảo tồn mắt bên phải. Ngoài ra, nơi còn những tổn thương nặng ở vùng cánh tay và cẳng tay bên trái, cùng với nhiều vết thương giải rác ở hai cẳng tay, bụng và ngực, kèm theo nhiều dị vật ở hai cẳng chân. Những vết thương này đã được phẫu thuật cắt bỏ những phần cơ dập nát, loại bỏ các dị vật và làm sạch tất cả các vết thương. Ở bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Phúc Bình, khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bệnh viện trợ giấy. Đến ngày 24 tháng 3, sức khỏe của bệnh nhân đã tương đối ổn, mắt bên phải của bệnh nhân đã tìm thấy được ánh sáng tâm lý bệnh nhân đã bắt đầu ổn định. Di chứng để lại của bệnh nhân tương đối nặng nề, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị và có thể phải trải qua thêm một đến hai lần phẫu thuật ở vùng cánh tay và các vết thương vùng ngực. Qua trường hợp này, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Phúc Bình khuyến cáo các bậc phụ huynh và nhà trường, đối với các trẻ em nhỏ là tuổi hiếu động, thích tìm hiểu thế giới bên ngoài, các em có thể lên trên mạng xem những video clip không được lành mạnh và đặt mua những dụng cụ để làm pháo nổ tự chế trên mạng. Do vậy, các phụ huynh nên cảnh báo con em mình không nên động vào, không nên tìm hiểu, không nên chế tạo cũng như sử dụng, tránh những trường hợp đáng tiếc sẽ xảy ra. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã cấp cứu thành công một sản phụ mang thai 34 tuần tuổi trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Chị MT 22 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, mang thai tuần thứ 34, được chuyển từ bệnh viện Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng sang bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng ngày 11 tháng 3 với chẩn đoán viêm phổi nặng. Chị Tê nguy cơ không giữ được thai nhi và tính mạng của người mẹ này cũng trong tình trạng nguy hiểm. Khi vào viện, chị Tê phải thở máy, chuyển kháng sinh. Kết quả X quang phổi của chị T cho thấy tổn thương lan tỏa hai bên, thiếu oxy trầm trọng. Bệnh viện đa khoa tỉnh sóc trăng phải hội trần liên viện với bệnh viện sản nhi tỉnh sóc trăng nhằm kịp thời tìm cách cứu cả hai mẹ con. Sau khi hội trần, bác sĩ quyết định vận hành kỹ thuật ECMO phổi nhân tạo để điều trị cho chị T. Sau vài giờ điều trị, huyết áp, tình trạng oxy máu của sản phụ cơ bản được phục hồi. Chị T được điều trị bằng kỹ thuật FMO đến ngày thứ 9 thì ngưng. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống được và đặc biệt thai nhi vẫn khỏe mạnh. Ngày 23 tháng 3, bác sĩ vô thuận mổ bắt con thành công cho chị T sau khi đánh giá tình trạng đã thuận lợi. Bác sĩ Đặng Minh Hiền, giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, đây là một ca bệnh rất nặng và có đến hai sinh mạng cần được cứu. Mọi thứ đều yêu cầu phải rất hoàn hảo, không có một sai sót nào dù là nhỏ nhất. Thấy được kết quả như mong đợi, mẹ và con đều khỏe mạnh, chúng tôi rất mừng, bác sĩ Hiền chia sẻ. Hiện hai mẹ con chị T đều khỏe mạnh và được chuyển sang bệnh viện Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng để tiếp tục theo dõi điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Châu Việt, trưởng khoa hồi sức nhiễm và Covid-19, bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công cho bé gái 12 tuổi mắc vi trùng lao nguy kịch. Các bác sĩ đánh giá trường hợp này nguy cơ tử vong rất cao do vi trùng lao đã xuất hiện tại nhiều cơ quan như phổi, bụng, cơ xương khớp. Được biết, bé mắc vi trùng lao hay còn gọi là vi trùng cơ hội tại nhiều cơ quan như phổi, bụng, cơ xương khớp do trước đó bé có sử dụng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài trong quá trình điều trị bệnh lupus ban đỏ hệ thống khiến hệ thống miễn dịch của bệnh nhi bị suy giảm trầm trọng bệnh nhân đã rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng và sốc nhiễm khuẩn bé được hỗ trợ thở máy xâm lấn chống sốc kháng sinh kháng lao vận mạch chọc màng mạc phổi sau một tháng điều trị bé đã tỉnh táo được cai máy thở và phục hồi gần như hoàn toàn và đã được xuất viện trẻ bị bệnh lao có thể có biểu hiện của mọi thể lao tương tự như người lớn nếu trẻ không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh lao có thể tiến triển nghiêm trọng hơn và có thể gây ra các triệu chứng nguy hiểm như khó thở, chậm phát triển, suy kiệt hoặc có thể gây ra nhiễm lao ở một số cơ quan khác của cơ thể. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ngoạn, trưởng khoa nhi bệnh viện phổi trung ương, lứa tuổi nào cũng có thể mắc bệnh lao, Tuy nhiên, các đối tượng trẻ em sau đây có nguy cơ dễ mắc bệnh lao hơn những đối tượng khác. Thế là nhóm thứ nhất là cái nhóm những trẻ mà tiếp xúc với người uh, tiếp xúc gần gũi hoặc là tiếp xúc cùng hộ trong gia đình với người lớn mắc lao. Uh, cái nhóm trẻ thứ hai là nhóm trẻ kể cả không trong gia đình không có người mắc lao nhưng ở cái độ tuổi dưới 5 tuổi, hệ thống miễn dịch của trẻ À, chưa hoàn thiện và rất là yếu, cho nên vẫn có thể dễ nhiễm và mắc lao khi mà tiếp xúc ở bên ngoài, bên nhà trường cũng như là bên ngoài cộng đồng. Cái nhóm thứ ba là các cái nhóm mà suy dinh dưỡng, đấy. Và khi mà sinh ra đã suy dinh dưỡng bờ thai hoặc trong quá trình nuôi bé theo phát triển bé bị suy dinh dưỡng thì hệ thống miễn dịch cũng bị suy giảm và cũng dễ nhiễm và mắc khi mà có nguồn lây ở xung quanh. À, cái nhóm, cái đến nhóm thứ tư đấy là nhóm dùng các thuốc ức chế miễn dịch kéo dài thì cũng có nguy cơ mắc lao rất là cao cái nhóm thứ năm là cái nhóm mà không được tiêm phòng bcg cho nên là cái hệ thống miễn dịch của bé cũng không được bền vững và không được bảo vệ cho nên là cũng dễ mắc khi mà có nguồn lây ở xung quanh để phòng ngừa bệnh lao có thể dùng thuốc chủng ngừa tiêm nhắc lại định kỳ bổ sung dinh dưỡng đầy đủ nâng cao thể trạng thể dục thể thao bổ sung đầy đủ các vitamin và khoáng chất đồng thời cần hạn chế tiếp xúc với người bệnh lao đặc biệt các đối tượng có nguy cơ cao như người già trẻ em phụ nữ có thai người có bệnh nền nặng suy dinh dưỡng người suy giảm hệ miễn dịch tầm soát bệnh lao cho tất cả trẻ em tiếp xúc với người nghi ngờ hoặc mắc bệnh lao khi xuất hiện triệu chứng sốt ho khò khè kéo dài không đáp ứng điều trị thông thường nổi hạch thường xuyên đeo khẩu trang vệ sinh đường hô hấp Sỏi thận là một bệnh phổ biến ở Việt Nam, xuất hiện ở đủ mọi lứa tuổi và ngày càng có xu hướng trẻ hóa với những triệu chứng không ngờ tới. Đây cũng là những dấu hiệu gặp phải ở người bệnh suy thận mức độ nặng do mắc sỏi liệu quản sau đây. Thời gian gần đây, anh NTB quê ở huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, xuất hiện tình trạng đi tiểu ít và người mệt mỏi nên đã đến bệnh viện thăm khám. Trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, khoa ngoại bệnh viện Bưu điện Hà Nội cho biết, qua phim chụp, bác sĩ nhận thấy nam bệnh nhân có hai viên sỏi mắc ở cả hai nội quản. Sau khi chụp phim, siêu âm và xét nghiệm máu, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy thận độ nặng chỉ vì hai viên sỏi mắc ở cả hai nội quản. Theo bác sĩ Tùng, đường ống niệu đạo kích thước chỉ 3 đến 4 mm là con đường độc đạo để dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang. Bệnh nhân B bị tắc cả hai nội quản vì hai viên sỏi dẫn tới suy thận, phải can thiệp nội soi cấp cứu để lấy sỏi ra. Sau khi nghe bệnh tình của mình, người bệnh và người nhà bệnh nhân đã rất sốc. Sau khi có kết quả chẩn đoán, bác sĩ Tùng đã trực tiếp thực hiện phẫu thuật. Các phẫu thuật thành công và chức năng thận của nam bệnh nhân đã được cải thiện nhanh chóng. Trường hợp này nếu đến viện muộn hơn, nguy cơ suy thận, mất chức năng thận của bệnh nhân là rất cao. Bác sĩ Tùng cho biết thêm, suy thận là tình trạng thận bị mất chức năng và không còn khả năng lọc các chất thải từ máu. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngày càng nhiều người trẻ bị sỏi thận có thể kể đến như chế độ ăn uống không đúng, thiếu nước uống, sử dụng các loại thực phẩm có nhiều chất bảo quản, không có thói quen vận động. Để ngăn ngừa suy thận, các bác sĩ khuyến cáo mỗi người cần lựa chọn thực phẩm lành mạnh với nhiều rau xanh và trái cây, uống nhiều nước, vận động thường xuyên ít nhất 30 phút mỗi ngày, giúp giảm căng thẳng cũng như các bài tập về tâm trí và cơ thể như thiền định, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia và tránh xa thuốc lá. Ngày 25 tháng 3, Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sớm hôm nay, trực thăng EC225 mang số hiệu VN8622, chở tự cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã kịp thời đưa bệnh nhân bị giảm áp do lặn sâu từ trung tâm y tế thị trấn Trường Sa về đơn vị này điều trị. Bệnh nhân là ngư dân HVD, sinh năm 1972, quê quán Kỳ Anh, Hà Tĩnh, là thuyền viên tàu cá Quy Ngờ 96293TS. Hai ngày trước, trong quá trình lặn sâu ở độ sâu 35m, thuyền viên này có biểu hiện đau ngực trái, khó thở nhẹ, yếu hai chi dưới nên được chuyển vào trung tâm y tế thị trấn Trường Sa. Sau khi đưa vào cấp cứu và hội trần với các bác sĩ bệnh viện quân y 175, thuyền viên được chẩn đoán hội chứng giảm áp do lặn sâu giờ thứ 23. Ekip điều trị đã quyết định cho bệnh nhân thở oxy nồng độ cao, chống đông, bù dịch, đặt thông tiểu, kháng sinh dự phòng theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân. Tuy nhiên trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhân không cải thiện, các triệu chứng không giảm. Các bác sĩ đã khẩn cấp đề nghị đưa bệnh nhân vào đất liền điều trị. Chiều tối 24 tháng 3, binh đoàn 18 nhanh chóng điều động máy bay trực thăng cùng tổ cấp cứu đường không bệnh viện quân y 175 xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất bay ra Trường Sa. Đại úy bác sĩ Đinh Văn Hồng cho biết, đối với các bệnh nhân hội chứng giảm áp mức độ nặng, vấn đề đưa bệnh nhân vận chuyển bằng trực thăng khi về đất liền phải cân nhắc rất kỹ. Khi đưa bệnh nhân lên máy bay, các nguy cơ của hội chứng giảm áp sẽ diễn tiến nặng, có thể bệnh nhân sẽ diễn tiến suy hô hấp nguy kịch, thuyên tắc phổi và ngừng tim. Tổ cấp cứu luôn phối hợp cùng tổ bay duy trì bay ở tầm bay thấp nhất, có thể từ 800 đến 1000m, đồng thời đảm bảo an toàn bay cho chuyến bay và bệnh nhân. Bộ Y tế đang triển khai xây dựng danh mục thuốc hiếm, thuốc không sẵn có và đề xuất giải pháp cơ chế để các cơ sở khám chữa bệnh có thể tự mua sắm, dự trữ một số thuốc chống độc, ngộ độc, chấp nhận hủy bỏ khi không có bệnh nhân dẫn đến thuốc hết hạn. Theo ông Lê Việt Dũng, Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, để giúp các cơ sở khám chữa bệnh có biện pháp chủ động trong việc đảm bảo đủ thuốc hiếm đáp ứng nhu cầu điều trị của cơ sở, trong nhiều năm qua, Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành danh mục thuốc hiếm, thuốc không sẵn có. Danh mục các thuốc này thường xuyên được điều chỉnh. Hiện danh mục hiện tại gồm 214 thuốc đề phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh hiếm gặp và 229 thuốc không sẵn có. Về cơ bản, nguồn cung tổng thể với các thuốc hiếm là không thiếu, chỉ thiếu ở một số cơ sở y tế do còn tồn tại các khó khăn trong công tác dự trù, xác định nhu cầu do phụ thuộc vào tình hình bệnh tật phát sinh của từng năm và trong công tác thực hiện mua sắm. Thời gian thực hiện mua sắm kéo dài dẫn đến thiếu tính kịp thời trong mua sắm. Có những loại thuốc hiếm nhiều năm không sử dụng đến, không dự trù mua sắm, dẫn đến khi có phát sinh bệnh tật mới mua sắm thì không kịp ngoài ra thực tế ghi nhận một số thuốc hiếm được cơ sở y tế mua về không sử dụng hết do không có đủ bệnh nhân phải hủy bỏ khi thuốc hết hạn hiện tại bộ y tế đang triển khai thực hiện nội dung trên trong đó dự kiến đề xuất một số cơ chế sau thứ nhất có cơ chế đặc thù về tài chính như bố trí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước để các cơ sở khám chữa bệnh chủ động dự trù các mặt hàng thuốc hiếm thuốc hạn chế nguồn cung thứ hai có giải pháp cơ chế để các cơ sở khám chữa bệnh có thể mua sắm dự trữ một số thuốc chống độc ngộ độc chấp nhận hủy bỏ khi không có bệnh nhân dẫn đến thuốc hết hạn Thứ ba, có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp dược trong nước triển khai sản xuất mặt hàng thuốc hiếm để chủ động nguồn cung trong nước. Tại cuộc gặp mặt báo chí cung cấp thông tin y tế do Bộ Y tế tổ chức sáng 24 tháng 3, Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 21 tháng 3, thế giới đã ghi nhận trên 682 triệu ca mắc, hơn 6,8 triệu ca tử vong do COVID-19. Đến nay, dịch COVID-19 cơ bản vẫn đang được kiểm soát tốt ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, với xu hướng giảm theo thời gian cả về số mắc và phạm vi địa lý. Trước tình hình này, nhiều thông tin cho rằng COVID-19 sẽ trở thành một bệnh như cú mùa trong năm nay. Vậy Bộ Y tế có ý kiến thế nào trước thông tin này? Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng cần tiếp tục đánh giá xem các loại virus SARS-CoV-2 có tiếp tục biến đổi hay không, tiếp tục triển khai tiêm vaccine tới từng người dân, nhất là các nước kém phát triển. Đánh giá tình hình dịch tại Việt Nam, Bộ Y tế đã xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế trong tình huống dịch COVID-19 có biến chủng mới nguy hiểm hơn, bùng phát mạnh trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế để sẵn sàng triển khai thực hiện khi xảy ra. Phòng chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro, đảm bảo hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả giữa các biện pháp phòng chống dịch với các biện pháp khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục tập trung theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong nước, quốc tế tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại cửa khẩu, đồng thời tăng cường lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ để xét nghiệm, đặc biệt khi các biến thể mới của virus cũng như các biến thể phụ có khả năng gây bệnh nặng, né tránh miễn dịch hay giảm hiệu quả của thuốc chữa bệnh. Cùng với đó, Bộ Y tế tiếp tục thúc đẩy việc tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19, đặc biệt đối với các trường hợp nguy cơ cao, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, nhất là ở các tỉnh, thành phố lớn, khu vực trọng điểm du lịch, có lượng khách quốc tế cao. Bộ Y tế nêu rõ, Bộ luôn phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, các tổ chức quốc tế cùng các chuyên gia, nhà khoa học theo dõi chặt chẽ và thường xuyên đánh giá tình hình dịch COVID-19, trong trường hợp tình hình diễn biến dịch bệnh ổn định, có thể dự báo và kiểm soát được. Các biện pháp phòng chống dịch sẽ được kịp thời điều chỉnh nhằm chủ động đáp ứng với dịch COVID-19 và đảm bảo sức khỏe người dân. Đến đây bản tin y tế cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.